Thưa quý vị, từ khi được chỉ định là nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 đến nay, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bến Tre, Bệnh viện Dã chiến số 1 đã trải qua nhiều đợt dịch, đã có rất nhiều những giọt mồ hôi đổ xuống, có sự cống hiến hy sinh thầm lặng mà các chiến sĩ áo trắng mỗi ngày mỗi giờ vẫn luôn nỗ lực trong cuộc chiến giành lại sự sống cho người bệnh COVID-19. Dù mệt mỏi, dù đôi lúc kiệt sức, nhưng họ vẫn kiên cường bám trụ vì sức khỏe cộng đồng. Kể từ khi tiếp nhận ca nhiễm đầu tiên đến điều trị, tính tới nay Bệnh viện Dã chiến số 1 đã trải qua gần 1 năm thực hiện công việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Những chiến sĩ tham gia chống dịch như chống giặc trên chiến trường không khói súng nơi đây vẫn âm thầm lặng lẽ làm việc hết mình mỗi ngày, mỗi giờ, bỏ lại phía sau gia đình, con cái, bạn bè, căn nhà với sự yêu thương. Bỏ lại sau lưng những vụn vặt đời thường, những giấc ngủ tròn đêm mà không phải chập chờn, nơm nớp lo sợ với nỗi ám ảnh, căng thẳng khi có những âm thanh báo động của những ca bệnh chuyển biến nặng giữa đêm. Dịch bệnh ngày càng căng thẳng, áp lực lên đôi vai của họ càng nhiều hơn. Với nguồn nhân lực mỏng, số lượng bệnh nhân lại trong, hầu như mỗi một nhân viên y tế tại đây đều phải cố gắng hết sức. Hiện tại là cái số mà nhân viên để phục vụ điều trị cho COVID đó, thì hiện tại chiếm khoảng 30 mấy người thôi. Thì hiện tại là cái số bác sĩ chúng tôi cho vào khu điều trị là chỉ có 5 người. Rồi trong đó là xe tour dòng để mà phục vụ cho bệnh nhân. Rồi số điều dưỡng thì phục vụ cũng khoảng 18 đến 20 người. Thì trong đó thì cũng xe tour để mà điều chuyển và phục vụ cho bệnh nhân COVID. Thì nói chung là cái lực lượng cũng còn rất là mỏng, do đó mà nếu mà tình trạng này kéo dài thì bệnh viện sẽ gặp nhiều khó khăn. Rất là nhiều em cũng làm việc lâu chưa được ra, nhưng mà có cái lợi thế là trước đây nói chung là bệnh viện cũng là điều trị bệnh nhân lao, bệnh truyền nhiễm, do đó mà hôm nay thì điều trị bệnh nhân COVID thì nói chung là anh em cũng không có hoang mang lắm, nói chung là cũng vững tâm để mà tiếp tục làm công tác nhiệm vụ mới. Công việc ở trong khu cách ly điều trị á, thì nó vất vả hơn so với thường ngày. Đó là mình không có làm việc theo giờ hành chính, nhưng mà mình có thể là làm việc suốt ngày, có khi là gần 18 tiếng, 10 tiếng một ngày. Hoặc là nửa đêm nếu mà trường hợp mà bệnh nhân mệt á, thì mình cũng phải vào với bệnh nhân. Nói chung là khi mình làm việc mình không có kể thời gian nữa, mà mình lấy đối tượng chính của mình là bệnh nhân thôi, bất cứ lúc nào mình cũng có thể vào với bệnh nhân. Với lượng điều dưỡng cũng là nói chung là mỏng hơn so với lượng bệnh nhân, là có bệnh nặng vậy là chăm sóc gần như toàn diện đó chị, tại vì không có người nhà vào chăm sóc được, rồi điều dưỡng gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ chăm chút chuyên môn, lo thuốc men, mà mỗi nhân viên y tế là một người nhà thực sự của người bệnh, lo từng bữa ăn, lo cả chuyện vệ sinh cá nhân của từng bệnh nhân. Trong khi hầu hết các ca bệnh tại khu điều trị, phần lớn đều là bệnh nặng, không thể tự phục vụ nhu cầu của bản thân. Thời gian cho nghỉ ngơi, thời gian được trở về với gia đình lại càng ít ỏi hơn. Nhưng họ vẫn một lòng với sứ mệnh mà nghề mình đã chọn. Với họ, vất vả bao nhiêu cũng xứng đáng khi nhìn thấy người bệnh nở nụ cười khi nghe tin được ra viện trở về nhà. Em cũng đã tham gia nhiều đợt chống dịch từ hồi đầu tháng 7 tới hôm nay rồi chị. Cảm xúc của em thì bây giờ thì nhiều bệnh nặng hơn, thì điều dưỡng sẽ áp lực nhiều hơn. Đa số, một số bạn thì không có phải chuyên ngành hồi sức, mà gặp những trường hợp bệnh nặng vậy thì các bạn còn lúng túng, phải dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào học hỏi, vận hành máy móc. Đó là những cái áp lực của các bạn. Rồi khi mà mặc đồ bảo hộ vào thì ở trong đó chăm sóc bệnh một thời gian nó dài thì cũng là áp lực cho các bạn, sức khỏe cũng mệt mỏi lắm chị. Gần một năm trôi qua, vất vả khó khăn nhưng chưa ai chùn bước, họ vẫn nhiệt quyết với nghề, với sứ mệnh mà họ đã chọn. Họ chính là ngọn đuốc soi đường để giúp cho người bệnh thêm vững tâm, tin vào tương lai tươi sáng phía trước, cố gắng vượt qua bệnh tật, trở về với gia đình thân yêu.